The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và xin mời tất cả mọi người cùng đến với chương trình của Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, một trong những người khách mời mà ngày hôm nay Jimmy có hân hạnh mời lên show của Jimmy là một tiếng hát mà chúng ta đã yêu mến từ trước năm 75. Tới ngày hôm nay chúng ta vẫn quý mến giọng hát của ông. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nam ca sĩ Anh Khoa. Xin chào chú. Chào chào Jimmy, chào quý khán thính giả của Jimmy Show. Dạ vâng. Hỏi ngay câu hỏi là chú hiện nay là đang ở Hung Gia Lợi hay là ở đâu ạ? Chú vừa mới định cư tại Mỹ. Dạ. Một năm qua. Chú ở bang Texas, thành phố Houston. Tại vì trước đây coi các video của các trung tâm đó thì được biết là chú ở Hung Gia Lợi, nhưng mà cũng rất mừng là bây giờ chú đã dọn qua ca Mỹ và cũng như là định cư tại Texas. Cảm ơn cháu. Chú cũng ở tại Hungary cũng vào khoảng hơn 27 năm nay. Thì chú cũng được một người anh ruột bảo lãnh. Yeah. Ông anh đó trước đó là ông là một thiếu tá cảnh sát. Yeah. Bị tù 10 năm. Wow. Ông bảo lãnh chú thì được 13 năm giấy tờ mới xong. Và bây giờ chúng ta xin lùi lại một số dĩ vãng về cái thời mà chú mới bắt đầu đi hát. Thì con được biết là trong một lần phỏng vấn á, thì nữ ca sĩ Thanh Thúy có chia sẻ là chú cùng quê với cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh và cũng như là cùng quê với cô Thanh Thúy, đó là tỉnh Phan Thiết, phải không chú? Cái đặc ân của thiên nhiên phải nói là trời cho cái những giọng hát mà tương đối để lại trong dấu ấn của người Việt Nam của mình á. Những người đó đa số là Phan Thiết. Nhiều người nói là chắc tại ăn uống nước mắm ngon quá thành ra hát nó mặn mà. Thì trong số đó có chú, rồi Nhật Trường, rồi Thanh Thúy thì trước đây thì cổ ở Phan Thiết từ nhỏ. Rồi Trang Mỹ Dung, rồi Phương Đại trong ban Tam Ca Sao Băng. Rồi Tuấn Vũ, cũng rồi một người mà nổi tiếng nhất của thập niên 50 đó. Đó là bác Huyền Vũ, cái người mà tường thuật những trận đá banh quốc tế, ký giả đó. Ký giả Huyền Vũ á. Dạ. Cũng người Phan Thiết. Wow, người Phan Thiết cũng nhiều, rất là nhiều nhân tài và đặc biệt là trong giới văn nghệ sĩ ha. Và con đường nào dẫn chú vào văn nghệ ạ? Con đường dẫn chú vào văn nghệ thì chú đã có cái năng khiếu từ nhỏ. Từ nhỏ chú đã rất là thích ca nhạc. Gia đình thì nghèo nhưng chú ước ao được có một cái dịp nào đó để bộc phát những cái khả năng của mình từ nhỏ. Thì cái may mắn đó là vào khoảng thập niên 60, lúc mà thời đại nhất Cộng Hòa, cái Tổng thống Ngô Đình Diệm á, mới tổ chức một cuộc thi văn nghệ ấp chiến lược toàn quốc. Chú được may mắn là ở tỉnh Bình Thuận tuyển chọn chú. Họ tuyển chọn chú từ trong nhà trường, lúc đó chú đang bậc tiểu học. Thì chú được mời để mà đóng góp thi một cái chương trình đại diện tỉnh Bình Thuận, trong đó là có bộ môn ca, vũ, nhạc, kịch. Thì liên tỉnh một gồm có Phan Thiết, Phan Rang và Nha Trang. Thì tất cả những bộ môn của Phan Thiết á, thì rớt hết, thì có mình chú đậu. Thì chú đó hồi nhỏ thì chú hồi nhỏ cũng dễ thương lắm, thì chắc có lẽ đậu cũng đa số là nhờ cái thời lúc mà chú còn nhỏ đó. Rồi chú đại diện cho cái tỉnh Bình Thuận đi vô Sài Gòn thi một lần nữa là chung kết. Thì chú được đậu giải nhất toàn quốc về văn nghệ chiến lược của cố tổng thống Ngô Đình Diệm mà đề xướng đưa ra đó. Đó gọi là quốc sách ấp chiến lược. Dạ đúng rồi. Mà quốc sách là một trong những quốc sách thành công của thời đại nhất Cộng Hòa. Đúng. Mà như con có trình bày nhiều lần trên show của con đó, thì nhất là đối với những ca nhạc sĩ trước 75 thì thường muốn nổi tiếng phải qua một ông bầu hoặc là qua một ca nhạc sĩ là ông thầy nào đó. Thì không biết là ai là ông bầu hay là ông thầy đưa chú vào văn nghệ ạ? Đúng, những người mà ca nhạc sĩ mà nổi tiếng thật sự ra họ có một cái thiên tài đặc biệt. Không những thiên tài mà họ còn có một cái may mắn nữa. Ta gọi là, người ta thường nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì cái may mắn của chú là cái thúc đẩy của chú là từ chú đoạt giải nhất văn nghệ chiến lược toàn quốc á,
thì chú mới cố gắng học hành, mặc dù gia đình nghèo chú cố gắng học, rồi chú vào bậc trung học, rồi chú đi ra Nha Trang. Chú ra Nha Trang chú thành lập một cái ban nhạc, ban nhạc trẻ. Thời điểm đó là thời điểm mà căng thẳng nhất của cuộc chiến Việt Nam, lúc đó quân đội ở Mỹ vô Việt Nam rất là đông, trên nửa triệu quân nhân á, thì tất cả những cái căn cứ không quân của họ là đều có những cái ban nhạc để phục vụ mà. Thì chú có thể là một ban nhạc phục vụ cho quân nhân Mỹ. Lúc đó là chú bắt đầu chuyển qua nhạc Mỹ. Rồi sau cái thời gian mà Tết Mậu Thân đó thì chú trở về lại Phan Thiết, thì bắt đầu chú vô Sài Gòn, chú vô Sài Gòn. Cái may mắn của chú là chú cũng bon chen để làm văn nghệ tiếp tục, thì chú bon chen, cái may mắn của chú là chú gặp được anh Sơn Bạc Sen. Thì anh Sơn Bạc Sen đó là một cái người mà gọi là một cái tài năng của cái thời điểm mà thập niên 60-70. Thì ông ta mới khám phá được ra chú và mời chú cộng tác trong cái chương trình, cái phòng trà của ông tại Queen Bee, Ritz lầu 1 và lầu 2. Lầu 1, lầu 2, Queen Bee. Rồi sau đó mới cộng tác ổng qua phòng trà Ritz, rồi Tự Do, rồi Mix Maxim. Thì bắt đầu từ đó là chú được anh Sơn Bạc Sen đưa lên ra đài TV, và tên tuổi của chú bắt đầu từ đó là mọi người đều biết đến. Cái may mắn của chú là như vậy. Vậy là coi như là cũng nhờ một phần là nhạc sĩ, ca nhạc sĩ Châu Mạc Sen đã đưa và lăng xê chú lên. Đúng. Và được khán thính giả ở miền Nam thời đó rất là yêu mến. Đúng. Và bài hát nào chú nhớ là bài hát đầu tiên chú thâu hoặc là chú trình diễn với nhạc sĩ Châu Mạc Sen không? Chú trình diễn Châu Mạc Sen thì rất là nhiều bài hát. Yeah. Trong đó có những bài không tên của Vũ Thành An mà. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều, cùng vậy thôi. Ôi đơn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm. Còn hứa gì, biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây giờ còn đây, cuộc sống nào chờ. Là những bài nói chủ lực đó mà báo chí thời đó nói rằng là nhạc Vũ Thành An thì anh Khoa hát rất là đạt. Rồi sau đó thì chú cũng có trình diễn những cái bài hát của những cái tác giả khác, ví dụ như Phạm Duy, Lam Phương, rồi Trịnh Công Sơn, rồi Nguyễn Văn Đông chú cũng hát rất là nhiều bài. Rồi bắt đầu từ đó thì tất cả những trung tâm đĩa và băng nhạc trước đó đó thì mời chú rất nhiều, trong đó có trung tâm của ông cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông á, vừa mất. Rồi Sơn Ca, Nhã Ca, rồi trung tâm Sắc Gên, rồi trung tâm của Duy Khánh, rồi Trường Sơn, đủ hết. Là coi như là thời đó là chú hát cho tất cả các hạng đĩa, tất cả những hạng đĩa Việt Nam, lấy về là chú hát hết. Và thường thì trước 75 á thì thấy ít khi có cái màn song ca. Đúng. Lâu lâu thì mới thấy Thanh Tuyền, Chế Linh. Nhưng mà con lại thấy chú thường được kết hợp với cô Thanh Lan. Đúng. Chú kết hợp với cô Thanh Lan trước đó, rồi có một vài bài chú hát với Do Linh nữa. Mà chú hát Thanh Lan thì nhiều hơn. Mà cũng không ngờ đó là cái cặp song ca mà cũng được nhiều người thương mến. Đúng, đúng. Chẳng hạn như bài nào mà thời đó khán giả quý mến giọng hát của hai người? Bài đó là bài Thoáng Giấc Mơ Qua. Và bài đầu tiên đó là thôi, hình như đó là hạng dĩa của chú Nguyễn Văn Đông. Chú Nguyễn Văn Đông. Anh ơi biển chiều nay biển xanh xanh đẹp quá, tàu anh như lướt nhẹ. Anh nhìn trời xanh trong, tơ trời như màu áo của người anh mến yêu. Em ngồi bên bờ vắng theo dõi tàu anh đi vượt ngàn trùng hải lý. Anh ơi anh biết không, có người yêu lính biển hồn nương sóng bay theo. Thoáng
sáng giấc mơ qua là cái bài hát đầu tiên mà chú kết hợp cùng với nữ ca sĩ Thanh Lan. Cảm ơn chú thật nhiều đã chia sẻ về những kỷ niệm này. Và sau một vài phút thương mại thì nam ca sĩ Anh Khoa cùng với Jimmy Thái Nhật sẽ trở lại với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Anh Khoa. Thưa chú, lúc nãy chú có chia sẻ là chú có từng thâu cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trong các hãng băng dĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thì ông vừa mới mất cách đây không lâu. Thì xin chú có thể chia sẻ thêm về những kỷ niệm mà chú đã có với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ạ. Chú có gặp Nguyễn Văn Đông một vài lần ở trong hãng đĩa. Thì lúc đó thì chú Nguyễn Văn Đông chỉ là một cơ quân hàm là chỉ đại úy thôi. Sau này thì chú mới được lên tới đại tá. Thì chú có hát trong cái băng đĩa của trung tâm của chú đó, chú Nguyễn Văn Đông á. Những bài chẳng hạn như Phi Gác Đêm Xuân, rồi hình như là Sắc Hoa Màu Nhớ, phải không? Dạ, yeah, Sắc Hoa Màu Nhớ. Sắc Hoa Màu Nhớ là chú Sông Ca Giao Linh, rồi Hàng Hàng Lớp Lớp. Dạ. Cái những bài đó, Chiều Mới Biên Giới, chú chủ hát những bài đó. Còn đây giây phút này còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếc cơ phòng, còn người gốc núi ven rừng chân mây đầu. Con được nghe nói là cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì thường rất là khó tánh trong kho khi mà thâu băng hoặc là khi mà viết một bài hát mới đưa cho ca sĩ. Thì chú có gặp những khó khăn gì khi mà có một người nhạc sĩ tác giả đứng ngoài phòng thâu không? Hình như là chú không gặp khó khăn nào hết á. Bởi lẽ chắc có lẽ là chú Nguyễn Văn Đông cũng thích tiếng hát của chú. Thành ra chú không gặp khó khăn gì mà trong những bài hát của chú. Dạ vâng. Mà chú nghĩ rằng là khi chú đã thâu những bài hát của chú Nguyễn Văn Đông như vậy thì được phát hành như vậy thì có lẽ là chú Nguyễn Văn Đông chấp nhận. Và cũng có nhiều bài mà khán giả tới ngày hôm nay vẫn nhớ giọng hát của chú với những tác phẩm của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Dạ, có không? Dạ vâng. Được biết là sau năm 75 thì chú kẹt lại ở Việt Nam. Sau 75 thì chú không có nhanh chân được như anh em đồng nghiệp. Cũng người có số cháu ạ. Chú ở lại cũng một thời gian cũng lâu, từ 75 đến năm 1989 chú mới đi ra nước ngoài. Dạ. Lúc nãy trước khi vào show thì chú có chia sẻ là chú cái khi mà 30 tháng 4 tới là chú cũng là trong không quân, phải không? Chú không quân. Dạ. Chú thuộc về trong ban tâm lý chiến, khối chiến lược chính trị của Bộ Tư lệnh Không quân. Dạ. Cùng đơn vị với chú là có ca sĩ quân nhân nào? Cùng đơn vị với chú thì có một ban nhạc Dreamer của Phạm Duy á. Duy Quang, Duy Minh, Duy Cường, Duy Hùng. Là cùng đều kẹt lại với chú luôn. Cùng trong binh chủng luôn. Binh chủng luôn. Và sau 75 thì đều bị ở lại hết Việt Nam. Bị ở lại hết. Dạ. Thì tới năm mấy, như lúc nãy chú nói năm 89 thì chú qua bên hải ngoại. Và đầu tiên là không phải Mỹ mà là Hung Gia Lợi. Thì cái cơ duyên nào mà để chú gặp cô? Cơ duyên thì lúc đó cái thời điểm ở bên Việt Nam họ cởi mở. Thì tất cả những phòng trà họ mời mấy ca sĩ cũ để hát. Thì lúc đó thì họ cũng không cho hát loại nhạc mà họ gọi là nhạc vàng. Thì chú trở lại cái sở trường của chú ngày xưa hồi nhỏ. Chú hát toàn là nhạc Mỹ không? Thì ông bà đại sứ Hungary đi lên ăn cơm, ăn tối rồi đã tại Maxim. Nghe chú hát thì đứa cô con gái cổ thích. Từ đó thì có cái cơ duyên đó gặp nhau. Vậy là chú lọt vào mắt xanh của con ông đại sứ. Nói đùa thôi. Và không ngờ là cái mối tình đẹp đó là tới ngày hôm nay vẫn bền vững. Và cô chú vẫn ở với nhau tới bên Texas luôn. Qua bên Texas. Vậy thì khi mà chú ra hải ngoại thì chú cộng tác ngay với các trung tâm ban nhạc thời đó phải không chú?
Chú ra hải ngoại thì chú công tác ngay, chú ra hải ngoại có nghĩa là lúc chú ở bên Hung đúng không? Đúng đấy. Chú công tác trung tâm đầu tiên là chú lên là trung tâm tiếng Nga. Tiếng Nga mời chú đầu tiên tại thập niên 90, chú nghĩa là vào khoảng 90-91. Đúng chú, rồi. Thì tiếng Nga chọn chú bài hát Em đến thăm anh đêm 30. Mà những cái bài hát đó là đúng là cái sở trường của chú, là tại vì chú hát nhạc của Tình An nhiều lắm. Thì chú lên chú hát bài đó thì bây giờ gây vào một cái ấn tượng mạnh cho cái khán thính giả trong cũng nhờ ngoài nước. Ta vẫn còn nhớ. Vẫn còn nhớ. Và sau Thúy Nga thì chú còn có thấy chú có cộng tác với trung tâm Asia. Chú cộng tác cho Thúy Nga 5 năm. Thì khoảng năm thập niên năm 2005 chú bắt đầu cộng tác cho trung tâm Asia. Và công tác cho đến bây giờ. Có nghĩa là hôm qua là mới thâu cho trung tâm Asia. Đúng rồi, chú thâu cái cuốn Gió Xuân đó. Chú song ca với cô Quế. Asia 81 hả? Dạ đúng rồi chú. Và khi mà chú cộng tác với Asia thì Asia cũng kết hợp chú cũng nhiều giọng hát nữ. Con thấy nào là Y Phương phải không? Đúng, rồi, Y Phương, rồi Phương Hồng Quế, rồi Delena là nhiều nhất. Delena cũng là một cái cặp song ca mà khán giả cũng nhớ lắm. Nhớ nhất là bài của Trần Tiến Thanh, Nhật Trường đó. Bài Lâu Là Tình Ái. Là cái cuốn mà đầu tiên chú hát cho Asia. Không, cuốn Nhật Trường. Chú hát cho Asia trước đó cũng đã vài cuốn rồi. Vài cuốn rồi, Và cái bài hát mà Lâu Đà Tình Ái mà chú song ca với cô Dalina thì khán giả rất là ấn tượng. Dạ, ấn tượng. Khán giả thích. Như lúc nãy con có nói là chú khi mà chú qua hải ngoại thì chú cộng tác với Thúy Nga. Và khi được phỏng vấn chú thời đó thì thấy chú rất là xúc động khi mà chú... Bởi lẽ chú xúc động thì cũng dễ hiểu thôi, là tại vì chú qua bên Hung chú ở thì cộng đồng Việt Nam, cái người Việt tự do không có. Rồi... không có hoạt động ngành nghề của chú, hàng rất là hạn hẹp. Bởi vậy được Thúy Nga mời lên mà hát cho Thúy Nga lúc thời điểm đó, và được hát tiếng Việt và được gặp khán giả Việt Nam, chú đã hàng mong ước trước, trong hàng mong ước khi đi ra nước ngoài. Mà được mời như vậy thì chú xúc động đó. Khi mà được hát cho Thúy Nga thì chú cuộc phỏng vấn chú rơi nước mắt. Tại vì chú cái hạnh phúc và sung sướng, nó có hai cái rơi nước mắt. Cái rơi nước mắt đau khổ người yêu ra đi, hoặc là cha mẹ mất, hoặc là ai đó mất đau khổ, và cái nước mắt hạnh phúc sung sướng là lại khác nữa. Đúng rồi. Và từ khi chú ra hải ngoại, chú ra cho mình bao nhiêu cuốn CD cá nhân? Nói đến CD thì kể cả trong nước thì cũng có thu chú đó. Nhưng mà ra đến hải ngoại thì tất cả những cái băng đĩa mà chú hát thì những trung tâm Asia, hoặc là trung tâm Thúy Nga, hoặc là trung tâm Gián Ngọc, rồi Người Đẹp Bình Dương, rồi trung tâm Rainbow, rồi Rainbow. Trung tâm Tình Nhớ. Tất cả những trung tâm hải ngoại Cali đều thâu chú hết. Thì họ để làm tư liệu cho họ thôi, tại vì cái luật của ca sĩ, cái luật của Việt Nam nó kỳ, cái là nó ngộ, cái là ca sĩ hát là chỉ được thù lao một lần thôi, chứ không ăn tiền bản quyền. Cũng như là mấy ca sĩ của Mỹ hoặc là của châu Âu. Thì chú gom góp cái khả năng của chú có. Trong cái khả năng chú có, chú ra được, đến ngày hôm nay chú ra được 5 CD. 5 CD. Trong cuộc đời ca hát của chú là gần hơn 50 năm. Mà ra 5 CD thì quá ít, đúng không con? Rất là ít. Thưa chú, một trong những cuốn CD mà con rất là ấn tượng đó là cuốn Hoa Biển. Nếu mà cháu nhắc cuốn Hoa Biển thì chú cũng nhớ là hình như là năm 87-88 vậy đó. Thì anh Lê Đức Long có về Việt Nam gặp chú, lúc đó chú chưa có đi ra nước ngoài. Ồ vậy hả? Thì thâu rồi chú mới đem cái tép đó đi qua bên đây làm đĩa. Tất nhiên là về tìm những ca sĩ cũ còn kẹt lại đó. Thì trong lúc đó là... thì bây giờ nói cũng tâm tình cho hết là đây là một cái là thú vị á, cái interesting á, đúng rồi, rất là thú vị. Chú có thâu cái đĩa này ở trong một cái phòng, mà trong một cái phòng hình như là trong cái toilet thì đúng hơn. Trời đất ơi. Bởi vì lúc đó thì thời điểm đó ở Việt Nam rất là khó khăn, tất cả những hàng ca sĩ nào mà hát nhạc vàng, hoặc là họ biểu lộ một cái gì mà vấn đề mà liên quan tới văn hóa của họ, gọi là văn hóa trước 75 đó, thì họ rất là cấm kỵ. Thì chú còn kẹt lại, thì những người bạn bên đây, hoặc là những người thân, hoặc là những cái trung tâm mà muốn thâu thì phải nhờ một người về.
Thì anh Lê Đức Long anh về anh gặp chú là thâu 10 bài thì chú thâu ở trong cái toilet. Thì lấy một cái master tape đó đi qua bên đây để làm đĩa. Thì cái master tape đó thì trong tay Tú Quỳnh phát hành cái băng đó. Băng là Hoa Biển rất là hay. Băng nó chú thích lắm. Thú vị thiệt. Thú vị lắm. Con nghĩ là lỡ đang thâu mà công an mà ập vô một cái cũng vô là mệt. Là xong rồi đó. Tại vì trong đó như chú như là Hoa Biển là có lính rồi đó. Có lính hải quân là... mình ngày xưa rồi. Đúng. Rồi cũng hay mà bởi vì nhân chú nói như thế này con cũng nhớ là cái thời 80 mấy cũng có nhiều ca sĩ kẹt lại ở Sài Gòn mà người hải ngoại về lén thâu và đem qua đây phát hành như là chú Nhật Trường của Thanh Lan. Đúng nhiều lắm. Là nhiều băng. Nhiều lắm. Là tại vì tất cả những cái người mà khán giả hái mộ những tiếng hát cũ đó thì họ không có được nghe nhiều, nhưng còn kẹt hết. Thành ra những cái trung tâm ban nhạc muốn thâu lại những cái tiếng hát của những người còn kẹt lại, trong đó có chú. Thì thành ra chú, cái kỷ niệm chú rất là nhớ, chú đứng trong toilet chú thâu 10 bài. Mà thâu phải là thâu liền, thâu được liền một ngày đâu. 10 bài cũng phải thâu được vài ngày. Vài ngày. Và chú phải đứng ở trong đó. Đứng vài trong ngày. Rất là cảm ơn chú chia sẻ về những kỷ niệm này. Chắc quý vị nào mà đã yêu thích tiếng hát của nam ca sĩ Anh Khoa và cũng như là yêu nền âm nhạc Việt Nam thì chắc quý vị cũng còn nhớ những cái cuốn CD đó. Thì chắc quý vị cũng hôm nay cũng sẽ có câu giải đáp là tại sao cuốn Hoa Biển được ra đời. Đúng, đúng. Cảm ơn chú thật nhiều đã góp mặt trong chương trình của Jimmy hôm nay. Cầu chúc chú những ngày tới thật nhiều sức khỏe và mong được thấy chú thật nhiều trên những cuốn video của các trung tâm. Cảm ơn cháu Jimmy đã dành cho chú một buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chú cũng rất vui nhờ cháu mà chú được connect với quý khán thính giả của trong chương trình của chú của cháu. Thì chú cũng chia sẻ một điều là chú rất cảm ơn cháu và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Jimmy Show với tiếng hát Anh Khoa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú. Và cùng với lời chào đó thì Jimmy Thái Nhật xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.